Chúng ta sẽ làm gì khi biết linh hồn không có? Khi biết linh hồn không có, thì những tục lệ thờ cúng từ xưa đến nay sẽ phải làm như thế nào để đúng với phong tục thờ cúng tổ tiên ông bà, cha mẹ, dân dân mà không trở thành mê tín dị đoan, lạc hậu. Đạo thờ cúng tổ tiên ông bà là một đạo đức của dân tộc Việt Nam, một đạo đức ân nghĩa sâu dày, luôn tỏ lòng biết ơn ăn quả nhớ kẻ trồng cây uống nước nhớ nguồn thế mà từ lâu chỉ vì ông bà chúng ta từ xa xưa đã lầm lạc tưởng là có sự sống sau khi chết cho nên mới có sự cúng tế cầu an cầu siêu mới có làm tuần làm tự mới có mở cửa mã đốt tiền vàng mã kho đụng quần áo bằng giấy cho người chết và vì thế ngày tư ngày tết mới có đưa ông táo rước ông bà dân dân, cho nên đạo thờ cúng tổ tiên ông bà để tỏ lòng biết ơn đã biến trở thành đạo thờ cúng mê tín dị đoan. Khi thờ cúng mê tín dị đoan như vậy, trong tinh thần của mọi người đều dựng lên một thế giới có linh hồn người chết. Vì thế đến ngày dỗ, ngày tết, ngày lễ thì làm mông cao cổ đầy để cúng tế những linh hồn người chết, mà họ tin tưởng rằng những linh hồn người chết này sẽ về thọ hưởng những thực phẩm của chúng ta dân cúng đó là một việc làm mà người xưa thiếu cân nhắc suy tư chỉ biết tin theo xưa bày nay làm không cần phải đắn đo suy nghĩ thiệt hơn đúng hay sai nên người ta mù quáng đã trở thành những người mê tín lạc hậu rồi truyền thừa những điều mê tín này cho con cháu nhiều thế hệ mai sau đến ngày nay là một thời đại văn minh khoa học thế mà tục lệ mê tín này vẫn không bỏ được. Thật là vô minh, thiếu sáng suốt, thật là điên đảo tưởng, điên đảo tình cảm, vân dân. Sự điên đảo đã làm cho người ta không theo kịp thời đại khoa học hiện nay. Đâu phải những gì của người xưa làm là đều đúng hết cả. Không có linh hồn mà nghĩ có linh hồn, nên mới bày ra cúng kiến cầu siêu, cầu an, vân dân. Nếu linh hồn thật sự ăn uống thì những linh hồn ông bà cha mẹ của chúng ta đã chết đói từ lâu vì mỗi năm con cháu chỉ cúng bái tế lễ có một hoặc hai lần trong năm thì còn những ngày khác linh hồn lấy cái gì mà ăn quý phật tử cứ suy ngẫm những điều này có đúng không nếu linh hồn có ăn uống thật thì liệu chúng ta có làm nuôi những linh hồn này nổi không khi họ ăn không ngồi rồi mà còn rủ rê các linh hồn khác nữa bởi có những phong tục tập quán lạc hậu và mê tín mà mọi người không chịu bỏ nên đành phải tốn hao một số tiền rất lớn vì việc ma chay tuần tự cầu siêu cầu an đốt giấy tiền vàng mã một cách nhảm nhí vô ích đó là một cái sai lầm quá lớn mà mọi người không lưu ý để dẹp bỏ những phong tục sai nếu chúng ta cứ làm theo thói quen của ông bà cha mẹ mà không chịu tư duy suy xét những phong tục nào đúng và những phong tục nào sai như quý vị đều biết con người cũng là một loài động vật như bao nhiêu loài động vật khác nhưng con người là một loài động vật cao cấp nên sự hiểu biết phát triển của con người lần lần tách ra khỏi loài động vật nhờ tách ra khỏi loài động vật nên con người không còn sống đời sống hoang dã như các loài động vật khác sự tiến hóa từ cơ thể đến tinh thần của con người hôm nay chúng ta thấy rõ rệt con người có nhiều tiến bộ về mọi mặt chúng ta cứ thử đem so sánh người xưa với người nay từ cách thức ăn uống cho đến cách thức ăn mặc và cuối cùng là ngôn ngữ loài người đã sử dụng một cách tiến bộ mà không có một loài thú vật nào trên hành tinh này sánh kịp từ chỗ mê mờ chúng ta hiểu sai lầm con người có linh hồn bây giờ chúng ta lại hiểu biết linh hồn không có cho nên cách thức lễ bái cúng kiến là để tượng trưng lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với những người đã khuất chứ không phải cúng cho những linh hồn những thực phẩm về ăn uống sự cúng bái là để tỏ lòng biết ơn là để kỷ niệm nhớ lại ngày mất mát to lớn trong kiếp làm người của chúng ta cho nên chúng ta chọn lấy ngày mất mát đó làm một ngày kỷ niệm để con cháu đoàn tụ và cũng để nhắc nhở cho con cháu nhớ đến công ơn tổ tiên ông bà cha mẹ đã dày công để lại cho con cháu một sự sống có ý nghĩa đứng trước những phong tục tập quán mê tín dị đoan lạc hậu chúng ta phải mạnh mẽ gạt bỏ đừng sợ những dư luận theo lối mòn của người xưa lên án như thế này như thế khác đó là những người quá thủ cựu nhằm để bảo vệ những phong tục văn hóa hữu lậu mê tín lạc hậu. Mục đích của chúng ta là gạt bỏ những phong tục mù quáng, mê tín, lạc hậu. Là vì những văn hóa mê tín lạc hậu đó thường làm hao tiền, tốn công, tốn của mọi người mà chẳng có ích lợi gì thiết thực. Chúng ta gạt bỏ những phong tục văn hóa mê tín lạc hậu nhằm để xây lại một nền văn hóa có ý nghĩa đạo đức làm người. Vì làm người luôn luôn phải giữ gìn ân nghĩa trọn vẹn của nền đạo đức dân tộc Việt Nam. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn mà không bị ảnh hưởng mê tín lạc hậu, dân dân của nước khác. Trong cơ thể con người có năm quẩn, nhưng mỗi quẩn phải làm việc theo nhiệm vụ của nó. Nếu một con người bình thường thì có ba quẩn làm việc gồm như sau. Một, sắc quẩn. Hai, hành quẩn. Ba, thọ quẩn. Ba uẩn này hoạt động thì con người không có gì mầu nhiệm. Nhưng khi có tưởng quẩn hoạt động với ba quẩn kia, thì con người có nhiều điều mầu nhiệm mà trí thức con người không thể giải thích được. Dù khoa học hiện đại cũng không làm sáng tỏ, khi người ta không giải thích được những hiện tượng kỳ lạ của thân tâm con người, thì người ta thường gọi là thiên liên hay tâm linh.